Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Chào mừng tất cả các bạn chị em đến trong bài học buổi tối ngày hôm nay. Và xin Chúa ban phước cho hết thảy các bạn chị em những ai đang kết nối vào Hội Thánh. Tôi cầu nguyện để Thánh Linh của Đức Chúa Trời thăm viếng mỗi một chúng ta, ngay khi chúng ta được kết nối vào Hội Thánh để học bài học buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong loạt bài Đời Sống Không Bệnh Tật. Và hôm nay là bài thứ 3. Chúng ta sẽ cậy ơn Chúa đã học bài thứ 3 trong loạt bài này. Và tôi tin rằng khi chúng ta học xong loạt bài này, chúng ta sẽ có đầy đủ đức tin để có thể chiến thắng mọi loại bệnh tật trên thân thể của mình và sống một đời sống khỏe mạnh. Amen. Và một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào hết thảy các bạn chị em đang kết nối vào Hội Thánh qua kênh livestream này. Xin Chúa ban phước cho hết thảy các bạn chị em. Và đây là thời giờ mà chúng ta đến để dọn lòng mình, cùng nhau cầu nguyện. Xin Chúa thăm viếng tấm lòng. Xin Chúa mặc khải. Xin Thánh Linh của Ngài ban thần khôn ngon, thần thông sáng, để những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta học buổi tối hôm nay đem lại ích lợi tối đa trên đời sống tâm linh của mình. Và anh chị em biết không, những gì chúng ta hiểu biết trong lời của Chúa thực sự là nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến hành vi và tất cả những gì chúng ta làm trên đất này. Nó đều có ảnh hưởng. Cho nên sự hiểu biết trong lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật rất quan trọng bạn chị em. Tôi thấy những ai chăm chỉ vào lời của Chúa, họ đều có một đời sống ổn định và bình an. Và đó là sự thật mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên ngay giờ phút này, như tôi đã nói với bạn chị em, chúng ta có một giáo sư trọn đời. Đó chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đấng mà Ngài ban để ngự vào lòng chúng ta. Và Ngài chính là giáo sư của mỗi một chúng ta. Ngài bày tỏ, Ngài mặc khải, Ngài chỉ cho chúng ta biết hiểu lời của Đức Chúa Trời như cần phải hiểu. Cho nên ngay giờ này, tôi cùng với bạn chị em hãy cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa đến và thăm viếng chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài ngay thời giờ này. Chúng con cầu nguyện. Xin Cha ban Thánh Linh của Ngài trên hết thảy ông bà anh chị em con. Những ai đang nghe và chịu ảnh hưởng dưới giọng nói này. Cha ơi, hãy thăm viếng anh chị em con ngay thời giờ này. Con cầu nguyện với đức tin và với cả tấm lòng. Con cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài hãy thăm viếng anh chị em con bằng thần linh yêu thương của Ngài, thần linh quyền năng của Ngài, thần linh hiểu biết của Ngài, thần linh kính sợ Chúa và thần linh có sự thông sáng của Ngài. Chúa ơi, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện để tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng dưới giọng nói này, ngay thời giờ này, họ bắt đầu cảm nhận được sự rời chạm và sự thăm viếng của Đức Thánh Linh. Bất kể họ đang ở nơi nào, bất kể họ dùng phương tiện gì để kết nối với Hội Thánh, ngay thời giờ khi họ nghe và cùng cầu nguyện với Hội Thánh, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến bên họ, đến bên ông bà anh chị em con một cách dậy đầy. Oh hallelujah. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, để mỗi một người giờ này được ban phước, mỗi một bà anh chị em con giờ này được ban phước, được ban phước một cách lạ lùng, được ban phước một cách lạ lùng. Chúa ơi, con cầu nguyện. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, hãy đổ đầy trên ông bà anh chị em con. Hãy đổ đầy trên ông bà anh chị em con. Những ai đang cầu nguyện, Chúa hãy đổ đầy thần linh trên ông bà anh chị em con. Vì con tin rằng chỉ có Thánh Linh mới mặc khải lời của Ngài. Chỉ có Thánh Linh mới cho anh em con đức tin. Chỉ có Thánh Linh mới dẫn anh em con đến với Đấng Christ. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng ngay thời giờ này. Oh hallelujah. 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 Ông bà anh chị em ơi, hãy cầu nguyện. Mỗi một bà anh chị em nghe giọng nói của tôi này, hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy mở môi miệng mình ra và nói với Chúa: Chúa ơi, hãy thăm viếng và ban cho con sự thông hiểu mặc khải của Ngài. Nguyện linh khôn ngon ở đầy lòng con để con có thể nhận biết Chúa Giêsu. Nguyện mở mắt của sự hiểu biết để con có thể biết được quyền năng vô hạn, biết được sự trông cậy và giàu có của Ngài dành cho đời sống của con. Hãy cầu nguyện thưa ông bà anh chị em. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Ô, nguyện anh em được quyền phép Thánh Linh mà nên mạnh mẽ con người bề trong, để anh em có thể đâm rễ vững nền trong lời của Ngài và có thể hiểu thấu tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em trên đất này. Còn cảm ơn Ngài Chúa, hãy cầu nguyện anh chị em tiếp tục cầu nguyện nào, trong danh của Chúa Giêsu, nhân danh của Chúa Giêsu, nhân danh của Chúa Giêsu. Con cầu xin Cha hãy mưa Thánh Linh của Ngài trên ông bà anh chị em con, hãy mưa và bao phủ bà anh chị em con trong bóng cánh của Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục cầu nguyện ông bà anh chị em. Những ai nghe giọng nói này của tôi, hãy bắt đầu mở môi miệng mình ra và cầu nguyện.
cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, vì lời của Chúa nói trong Luca chương 11 rằng Cha trên trời sẵn lòng ban Thánh Linh cho ai cầu xin Ngài. Cho nên buổi tối hôm nay tôi tin rằng khi ông bà anh chị em cầu nguyện, bà anh chị em sẽ được đầy dẫy Thánh Linh. Và đầy dẫy Thánh Linh chính là chìa khóa cho một đời sống thành công. Hãy đầy dẫy Thánh Linh. Kinh Thánh chép rằng hãy đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh bởi sự ngợi khen, ca ngợi, biết ơn và cầu nguyện ở trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy bắt đầu mở mơ miệng ra cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Còn cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục bà anh chị em ơi, hallelujah. Ngợi khen Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, hallelujah. Cảm ơn Ngài, tiếp tục nào. Tôi chiếu ánh sáng của Đấng Christ trên ông bà anh chị em giờ này. Nguyện huyết của Chúa bao phủ trên ông bà anh chị em giờ này. Tôi chiếu ánh sáng của Đấng Christ trên ông bà anh chị em giờ này. Bất kể ông bà anh chị em ở nơi nào, dùng phương tiện gì để kết nối vào hội thánh nhà môn dân giờ này. Nguyện ánh sáng của Đấng Christ bao phủ ông bà anh chị em giờ này. Nguyện ánh sáng của Đấng Christ bao phủ ông bà anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy cảm nhận nào. Mỗi một người hãy cảm nhận ánh sáng đang bao trùm ông bà anh chị em. Khi ánh sáng đến thì sự tối tăm phải tan biến đi. Sự tối tăm mà tôi nói đó có thể là sự mỏi mệt. Sự tối tăm mà tôi nói đó có thể là ốm đau bệnh tật. Sự tối tăm mà tôi nói đó có thể là những suy nghĩ tiêu cực, những buồn giận không tha thứ, những cái bất an ở trong tấm lòng. Sự tối tăm mà tôi nói đó có thể là những cái sự thất vọng, những cái sự gọi là cảm thấy bị ruồng bỏ, bị lẻ loi, không còn sức lực để sống trên tiếp tục đi tiếp tới nữa. Nói chung sự tối tăm có nghĩa là sự chết. Và khi ánh sáng của Đấng Christ đến thì bóng tối lập tức tan biến. Tôi nhân danh Chúa Giêsu nói rằng mọi sự đó phải tan biến khỏi đời sống bạn trên giờ này. Đặng bạn trên sẵn sàng cho lời của Đức Chúa Trời buổi tối hôm nay giờ này. Mọi thứ mỏi mệt, buồn ngủ, tiêu cực, nản lòng phải bị tan biến giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Mỗi một người hãy được khuấy động tâm linh của mình và sẵn sàng cho lời của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục cầu nguyện ông bà anh chị em. Tiếp tục cầu nguyện. Ông bà anh chị em hãy tuyên xưng ra môi miệng của mình: cảm ơn Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian, Đấng đang sống trong lòng con. Con tin rằng Ngài đang ở bên cạnh con và chiếu sự sáng trên con, trong phòng của con, ngay tại chỗ con ngồi. Và con tin rằng khi sự sáng đến thì sự tối tăm phải đi, mỏi mệt phải đi, bệnh tật phải đi, yếu đuối phải đi, tiêu cực phải đi, buồn rầu phải đi, bất an phải đi. Và con giờ này tràn ngập ánh sáng sự sống của Đấng Christ. Anh bà anh chị em hãy tuyên xưng ra môi miệng của mình điều đó nào. Tuyên xưng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tuyên xưng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi đang chuẩn bị tấm lòng ông bà anh chị em như một mảnh đất tốt cho lời của Đức Chúa Trời. Như một mảnh đất tốt cho lời của Đức Chúa Trời. Tôi công bố lòng bà anh chị em giờ này là mảnh đất tốt cho lời của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Hãy tuyên xưng bà anh chị em. Hãy tuyên xưng sự sáng của Chúa đang bao trùm trên tôi giờ này. Sự sáng của Chúa đang bao trùm trên tôi giờ này. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Và tôi nói rằng tấm lòng bạn trên giờ này là mảnh đất tốt để gieo hạt giống lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện điều đó trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Amen. Hallelujah. Hãy ngợi khen Chúa bạn trên ơi. Hãy ngợi khen Ngài vì Ngài đáng để được ngợi khen, Ngài đáng để được tôn vinh, Ngài đáng để được chúng ta thờ phượng và chúng ta nhờ cậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Cảm ơn Ngài. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến toàn thể ông bà anh chị em đang kết nối vào kênh của Hội Thánh Nhà Muôn Dân để cùng học lời của Chúa buổi tối ngày hôm nay. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Nguyện Đức Chúa Trời làm ơn cho hết thảy chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và anh chị em ơi, tôi cần anh chị em hãy đồng công với tôi trong việc lan truyền lời của Ngài bằng cách chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình. Chỉ cần một nút bấm thôi, bạn chị em có thể lan tỏa nó. Và bằng cách lan tỏa đó thì chúng ta đang thực thi lời của Chúa. Đó là tin lành của Ngài phải được rao giảng trên khắp đất. Đó là điều đẹp lòng Ngài. Đẹp lòng Ngài. Cảm ơn Chúa thật nhiều vì sự cộng tác của bạn chị em. Hallelujah. Xin Chúa ban phước ha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Tôi cậy ơn Chúa xin nhắc lại cho bạn chị em là chúng ta đang đi trong loạt bài Một đời sống không tật bệnh. Và hôm nay là bài thứ 3. Dạ, bài thứ 3 chúng ta đang học về một cái chủ đề tôi gọi đó là chúng ta được tái tạo dựng để sống khỏe mạnh.
Đây là điều mà tôi nghĩ rằng tôi và bạn chị em cần phải biết. Điều rất là quan trọng đó là anh chị em mình phải biết được mình là ai thực sự ở trong Đấng Christ. Với sự hiểu biết đó, chúng ta sẽ mạnh dạn để tấn tới trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn mình trở thành. Không ạ? Nếu chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta lờ mờ, thì chúng ta rất không tự tin để sống một đời sống mà Đức Chúa Trời muốn mình có. Khi anh chị em hiểu mình là ai và anh chị em nhận ra tại sao mình có thể sống khỏe mạnh và luôn nói không trước sự cố gắng gieo bệnh tật của ma quỷ vào trong cơ thể của anh chị em, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có sự hiểu biết đó thì chúng ta chắc chắn rồi, không bao giờ mình chấp nhận bệnh tật, mình chấp nhận những việc làm của ma quỷ trên cái cơ thể của mình. Bởi vì sao tôi nói điều này? Vì có một số bạn chị em nghĩ rằng bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời và họ chấp nhận bệnh tật như một thử thách, như một sự dạy dỗ, hay là như một cái tai họa nào đó mà Đức Chúa Trời làm cho họ và họ bằng lòng để sống với bệnh tật. Tuy nhiên, khi mình hiểu mình là ai rồi đó, qua bài học buổi tối hôm nay, tôi tin rằng tất cả ông bà anh chị em mình sẽ bắt đầu nói không với mọi loại bệnh tật, mọi loại thứ tiêu cực mà hội thánh mà ma quỷ gieo cho cơ thể của con cái Chúa trong hội thánh. Anh chị em biết không, các sách phúc âm như là Matthew, Mark, Luca, Giăng, nó không phải là những sách về lịch sử hay là tiểu sử của Chúa Giêsu, không phải, nhưng nó là những sách mà đem lại sự mặc khải về Chúa Giêsu cho chúng ta. Vì sao mà những sách này không phải là lịch sử và tiểu sử? Bởi vì khi mà anh chị em đọc đến cuối những sách này, chúng ta thấy Chúa Giêsu Christ vẫn đang sống hiện nay. Và Ngài vẫn đang sống hiện nay. Cho nên nếu một người vẫn đang sống thì làm gì có tiểu sử với lịch sử, phải không ạ? Làm gì có. Chúng ta không cần, bởi vì Ngài đang sống. Và khi chúng ta nghiên cứu và có sự hiểu biết về Chúa Giêsu thì chúng ta mới biết rằng Ngài chính là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ngài chính là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Và cũng qua các sách phúc âm này, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chính là ngôi lời, tức là lời của Đức Chúa Trời trở thành xác thịt và ở giữa chúng ta. Giăng chương 1 câu 14 chép như vậy. Chắc chắn là chúng ta đã biết điều đó, phải không ạ? Rồi sau nữa anh chị em, khi chúng ta đi qua hết các sách phúc âm, chúng ta đến với các thư tín, thì chúng ta lại nhận được một sự mặc khải khác. Đó không phải là mặc khải nhấn mạnh về Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời nữa, mà là sự mặc khải về chính chúng ta. Các thư tín của sứ đồ Phaolô gửi cho các hội thánh đó, không phải ông viết theo ý riêng của ông, nhưng ông bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, ông đã viết về sự mặc khải về con người mới, tức là con người được tái tạo dựng, con người được Đức Chúa Trời sinh lại một lần nữa ở trong Đấng Christ. Và ông viết về nó: tôi và bạn trên chính là tạo vật mới đó. Và khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta càng hiểu biết mình là ai, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đắc thắng hơn, kết quả hơn và thành công hơn. Anh chị em ha. Cho nên buổi tối hôm nay trong khuôn khổ của bài học này, tôi sẽ nói với anh chị em một vài điều mặc khải về chúng ta là ai ở trong Chúa, và lý do tại sao chúng ta có quyền để sống khỏe mạnh. Ok. Điều đầu tiên tôi muốn nói với anh chị em rất là quan trọng, đó là chúng ta được tái tạo dựng. Chúng ta được tái tạo dựng để hiệp làm một với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Anh em có thể ghi xuống bài học này, không ạ? Ghi xuống cái điểm này. Tôi nhắc lại, chúng ta được Đức Chúa Trời tái tạo dựng, có nghĩa là những người được tái sanh đó, Ngài tái tạo dựng chúng ta để hiệp làm một, không thể tách rời, với Đức Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đọc nha. Trong Dân Nhất chương 3 câu 1 đến câu 2 chép như thế này: hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái của Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đây là Dân Nhất chương 3
câu 1 đến câu 2. Mỗi một chúng ta là những người đã được tái sanh, tức là sinh lại một lần nữa, thì đều là con chân chính của Đức Chúa Trời, con chân thật của Đức Chúa Trời. Đó. Mà anh chị em hãy thử đặt ra một câu hỏi đi nè. Khi một đứa trẻ nó sinh ra mới vài ngày tuổi thôi, thì nó có phải đã là một con người hoàn chỉnh không, hay nó phải lớn lên thì nó mới giống người? Anh em thử suy nghĩ đi. Tôi hỏi lại ha. Khi một đứa trẻ mới sinh ra vài ngày tuổi, vừa lọt khỏi lòng mẹ, thì nó đã là một con người hoàn chỉnh chưa? Nó có tay, có chân, có mắt, có miệng, có mũi, có tay, có da, có thịt chưa? Có tóc chưa? Phải không ạ? Tôi nghĩ là nó đã là một con người hoàn chỉnh, phải không ạ? Không phải đợi nó lớn lên thì nó mới là con người. Có đúng không ạ? Nó đã là một con người khi vừa mới sinh ra. Nhưng mà đôi khi đó, đôi khi trong chúng ta có một số người không nghĩ như vậy khi liên quan đến con người thuộc linh. Nhiều người trong chúng ta đôi khi nghĩ rằng, ồ, chắc mình phải đi với Chúa một thời gian, rồi mình phải đọc kinh thánh, đi nhà thờ, rồi mình phải có sự hiểu biết nhất định, thì lúc đó mình mới có thể là con Đức Chúa Trời được chứ. Bây giờ mình thấy mình mới tuyên xưng Chúa, mới được tái sanh này, mình thấy mình cũng chưa thấy gì là mình là con Đức Chúa Trời cả. Đó là suy nghĩ hết sức sai lầm. Tôi khẳng định với anh chị em rằng kinh thánh chép rõ ràng, bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chứ không phải đợi khi chúng ta lên thiên đàng hay đợi chúng ta trưởng thành. Bây giờ tôi và bạn chị em đã là con cái của Chúa, đúng không ạ? Nếu anh chị em được sinh tái sinh vào ngày hôm qua, thì anh chị em đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm qua. Và anh chị em sẽ không cần phải phát triển, phải lớn lên để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Anh chị em hoàn toàn là con cái của Chúa. Giống như con của anh chị em sinh ra vậy, anh chị em sinh nó ngày nào thì nó là con của ông bà anh chị em. Không phải đợi nó lớn, nó trưởng thành, nó lấy bằng đại học hay nó đi làm. Phải không ạ? Đấy. Cho nên anh chị em thấy đó, cái sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời nó ảnh hưởng đến cái tâm lý, cách suy nghĩ, hành vi và tất cả những gì xảy ra ở trong cái đời sống của ông bà anh chị em ở trên đất này. Vì vậy nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Những gì bạn biết rất là quan trọng. Từ cái hình dáng bề ngoài của chúng ta hiện nay, có thể rằng chúng ta nhìn và thấy mình không có cái gì khác biệt so với trước khi mình tin Chúa cả. Nhưng chúng ta biết rằng khi Chúa Giê-xu tái lâm, khi Chúa Giê-xu xuất hiện, chúng ta sẽ được biến hóa và giống như Ngài. Vẻ bề ngoài của chúng ta sẽ thay đổi ngay lúc đó. Nhưng sự thật là chính bây giờ, chính ngay thời điểm này, chúng ta hoàn toàn đã là con cái thật của Đức Chúa Trời. Và anh chị em hãy đọc tiếp một câu kinh thánh nữa trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu số 9. Kinh thánh chép như thế này: Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Sau khi anh em được tái sanh bởi quyền phép Thánh Linh và lời Đức Chúa Trời, sau khi được tái sanh, thì Đức Chúa Trời Ngài tái sanh với một mục đích. Mục đích đó là gì? Ngài kêu gọi chúng ta bước vào mối thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Anh chị em biết không, cái sự thông công này nó có nghĩa là cái sự hiệp nhất, một cái sự trao đổi, một cái sự gắn kết không thể tách rời. Đây là cái sự thông công. Sự thông công nó nói lên cái nghĩa là chúng ta được kêu gọi để hiệp thông với Đức Chúa Giê-xu. Hiệp thông với Đức Chúa Giê-xu. Và trong Dân Nhất chương 1 câu 3 thì chúng ta biết rồi, chúng ta có mối tương giao, mối hiệp thông với Đức Chúa Cha. Và câu Kinh Thánh vừa rồi thì cho chúng ta biết rằng chúng ta có sự hiệp thông tương giao với con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu Christ. Như vậy, chúng ta được kêu gọi để hiệp nhất với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nghĩa là tôi và bạn chị em sau khi được tái sanh, thì giữa chúng ta, giữa tôi và bạn chị em với Đức Chúa Trời có một sự liên kết, có một cái sự kết nối, có một cái sự hiệp thông, giống như là cái hai cái bình thông nhau vậy đó, không ạ? Nước bình này nó chảy vào bình kia và không thể nào tách rời. Cái bình này nó có màu gì, bên kia một chập nó cũng có màu đó. Anh em thấy không ạ? Nước bên này sạch thì bên kia cũng sẽ sạch. Bình thông nhau mà. Đây là ý nghĩa của cái sự thông công, sự giao thông. Cho nên từ hai câu kinh thánh đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tái sanh chúng ta cho cái sự liên kết với chính Đức Chúa Trời Cha và Chúa Giê-xu.
Bây giờ chúng ta đọc tiếp một câu kinh thánh nữa trong Cô-rinh-tô 2 chương 13 câu 14. Lời Chúa chép như thế này anh chị em: nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với hết thảy bạn trẻ. Cô-rinh-tô 2 chương 13 câu 13. Tôi muốn anh chị em chú ý đến cụm từ và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Cái từ được dịch là giao thông này nó cũng có nghĩa là cái từ thông công đó anh chị em. Đó là sự hiệp thông đó. Vì vậy từ đó chúng ta mới kết luận rằng mỗi một chúng ta, tôi và bạn xem, sau khi được tái sanh thì chúng ta thực sự được kêu gọi vào mối thông công với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Hiệp thông với Đức Chúa Trời, như tôi đã nói rồi, tôi xin nhắc lại, nghĩa là có sự thông công với Ngài. Đó là một tình bạn gắn bó, keo sơn không thể tách rời, dựa trên giao ước mà chúng ta có với Ngài. Nghĩa là chúng ta làm một với Cha, với Con, với Đức Thánh Linh. Và tất cả những gì từ Ngài bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Anh em hãy ghi nhớ chi tiết này, tôi nhắc lại. Nhờ sự hiệp thông này, nhờ sự thông công này mà tất cả những gì từ Ngài bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Sự bình an của Ngài chảy vào chúng ta. Sự khỏe mạnh của Ngài chảy vào chúng ta. Sự sống của Ngài chảy vào chúng ta. Sự vui mừng của Ngài chảy vào chúng ta. Sự thánh khiết của Ngài chảy vào chúng ta. Chân thang mà, vân vân và vân vân. Những phẩm chất của Ngài, những tính cách của Ngài, những điều gì Ngài có, những điều gì Ngài đang chuẩn bị, những điều gì Ngài vốn dĩ là một Đức Chúa Trời, quyền năng đó luôn bắt đầu chảy vào chúng ta. Chúng ta làm một với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì nữa anh chị em? Chúng ta có sự bình an tuyệt đối với Ngài. Roma chương 5 câu 1 chép như thế này: vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được làm hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Thêm thắm, chúng ta làm một với Đức Chúa Trời, chúng ta có tình bạn keo sơn với Ngài. Chúng ta không còn cần phải sợ hãi trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta không còn lạ lẫm với Ngài trong sự hiện diện vinh quang của Ngài. Trong khi chúng ta còn là một tội nhân, thì Đức Chúa Trời đã xác chứng tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng cách ban Chúa Giêsu là con một của Ngài. Roma chương 5 câu 8. Đúng không ạ? Thì bây giờ khi chúng ta được tái tạo dựng rồi, tái sanh rồi, chúng ta là con cái của Ngài rồi, thì chúng ta đang có một tình bạn đặc biệt với Ngài. Chúng ta có đặc quyền để ở luôn trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ, đây là một điều tuyệt vời. Đây là một điều phải nói là hết sức quan trọng để tôi và bạn chị em có sự hiểu biết này. Tôi xin nhắc lại nha. Tôi và bạn chị em sau khi tiếp nhận Chúa Giêsu Christ và được tái sanh, thì tôi và bạn chị em được Đức Chúa Trời kêu gọi bước vào mối hiệp thông với Cha, Con và Đức Thánh Linh. Hiệp thông này có nghĩa là một tình bạn khăng khít, keo sơn không thể tách rời, dựa trên giao ước của huyết Chúa Giêsu. Và những gì tốt đẹp từ Ngài, những gì thần thánh từ Ngài, những gì mà giàu có từ Ngài, bình an từ Ngài, quyền năng từ Ngài, những gì tốt đẹp từ Ngài bắt đầu chảy qua chúng ta. Đấy là cái sự hiệp thông. Anh chị em thấy không ạ? Và dĩ nhiên chúng ta không thể nào không nói đến cái chuyện là ở trong Ngài chúng ta được thánh khiết và tha thứ mọi tội lỗi. Nghĩa là khi chúng ta đã ở trong Ngài, trong sự hiệp thông với Ngài, thì sự tối tăm, sự chết chóc, quyền lực của sự tối tăm không còn nữa. Tôi xin đọc anh chị em nghe Cô-lô-se chương 1 câu 12 đến 14 để anh chị em nghe cái đoạn này. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến, tôi nhấn mạnh chữ đó ha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chị em thấy không ạ? Như vậy Chúa Trời đã giải cứu chúng ta. Không phải Ngài chuẩn bị làm điều này, hay Ngài hy vọng rằng Ngài sẽ làm tốt điều này. Ngài cũng không phải đang cầu nguyện cho chúng ta giải cứu. Ngài cũng không cần đợi chúng ta đến với Ngài để được giải cứu. Thậm chí Ngài cũng không yêu cầu chúng ta đến để nhận sự giải cứu. Mà đơn giản rằng khi chúng ta đã được tái sanh, thì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và dời chúng ta vào vương quốc
của Đấng Christ, nơi mà chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu, tức là được tha thứ mọi tội lỗi. Anh chị em thấy không ạ? Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải nắm. Như vậy, sự giải cứu đã thuộc về anh chị em ngay từ lúc này, ngay từ bây giờ, ngay khi anh em được tái sanh. Sự giải cứu đã thuộc rồi, thuộc về chúng ta, và chúng ta có quyền nhận nó. Chúng ta có quyền đón nhận sự giải cứu đó để sống một đời sống tự do. Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi cái thẩm quyền và cái thế lực của vương quốc Satan. Và anh chị em không cần phải tìm kiếm sự giải cứu đó bằng một phương án nào khác, giải pháp nào khác ở một nơi nào khác. Không ạ? Nếu chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền lực bóng tối, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta không còn chịu ảnh hưởng của vua bóng tối nữa. Đúng không ạ? Và Satan không có quyền gây ra bất kỳ căn bệnh quái ác nào trên cơ thể của chúng ta. Anh em có nắm được chi tiết này không ạ? Tôi khẳng định lại, sau khi anh em được tái sanh thì lời của Chúa nói rằng anh em đã được giải thoát khỏi thẩm quyền và năng lực, thế lực của vương quốc Satan. Đúng không ạ? Vậy thì nếu mà anh chị em mình đã được giải thoát khỏi quyền lực bóng tối, thì điều đó có nghĩa là chúng ta mãi mãi không còn chịu ảnh hưởng của vua bóng tối nữa. Tức là Satan không còn một quyền gì để gây ra bất kỳ một căn bệnh quái ác nào trên cơ thể của chúng ta. Đây là chỗ mà chúng ta cần nắm. Khi anh chị em hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em quyền trên tất cả ma quỷ để đuổi chúng và để được chữa bệnh, khi anh em chấp nhận mình là người dự phần vào bản chất thiêng liêng của Đức Chúa Trời, sự hiệp thông đó, và anh chị em chấp nhận rằng mình đã được giải thoát khỏi quyền của sự tối tăm, thì anh em sẽ đứng trên lời của Đức Chúa Trời đã nói đó và kiên quyết đầy đức tin để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu mình không biết, mình lờ mờ, thì khi nan đề bệnh tật đến, mình nghĩ lung tung cả lên, đúng không? Mình nghĩ hay là Chúa thử thách mình, mình nghĩ hay là Chúa gây ra để kiểm tra thử xem mình có trung tín hay không, vân vân và vân vân, đủ kiểu hết. Nói chung là 1000 lý do khi mà mình không có sự hiểu biết, đúng chưa? Và khi chúng ta đã nghi ngờ cái điều này, thì anh em à, chúng ta không có đức tin để kiên quyết chống lại bệnh tật, không có đức tin để kiên quyết từ chối nó, không đủ đức tin để nói vào mặt Satan cái quyền lợi của mình ở trong Đấng Christ, đúng chưa? Như vậy thì dân sự của Chúa cần phải được khai sáng để dân sự của Chúa biết mình là ai và mình có những gì. Và dân sự của Chúa cần biết họ được giải cứu trong Đấng Christ. Tại sao mà dân sự của Đức Chúa Trời ngày nay tồn tại một bộ phận rất là lớn đang sống dưới sự áp bức của Satan mà đành phải chịu, anh chị? Vì Đức Chúa Trời phán rất rõ trong Ô-sê chương 4 câu 6, dân ta chết vì thiếu sự thông biết. Có đúng không ạ? Đây là lý do mà một số cơ đốc nhân phải chịu đựng và trải qua đủ loại trói buộc và áp bức từ ma quỷ. Anh chị em cần phải nhận ra rằng anh chị em không cần phải làm gì thêm để nhận được sự tự do, sự chữa lành. Tất cả đã được làm trong Đấng Christ. Môi-se nói với dân Israel rằng sự giải cứu không ở Ai Cập, cũng không ở sông Giô-đan, nó ở gần các ngươi, nó ở trong miệng ngươi. Đó là lời Đức Chúa Trời. Phục truyền chương 30 câu 12 đến 11. Anh chị em thấy không ạ? Sự giải cứu hiện nay nó ở trong miệng của chúng ta, ở trong miệng tôi và ở trong miệng ông bà anh chị em. Nó là lời hứa của Đức Chúa Trời, nó là lời khẳng định về quyền tự do, quyền được giải cứu, quyền được sống khỏe mạnh mà Chúa đã định cho mỗi con cái được tái sanh của Ngài. Khi chúng ta nói ra lời đó với đức tin, chúng ta sẽ nhận lãnh. Và sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại với chúng ta trong Roma chương 10 câu 8 đến câu 10, anh chị em thấy không ạ? Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng
mà được sự cứu rỗi. Cho anh thấy không ạ? Rất là quan trọng ha. Cho nên anh chị thấy cái lời nói của đức tin nó có khả năng quăng xa những áp bức và đau khổ khỏi anh chị. Và cái lời nói bởi đức tin đó nó ở đâu? Ở trong miệng của chúng ta. Khi chúng ta lấy lời của Đức Chúa Trời và lòng đầy đức tin để nói ra, thì nó phóng thích một năng quyền để quăng xa những áp bức, những đau khổ, những bệnh tật ra khỏi đời sống chúng ta. Cho nên anh chị em có thể nhận được những gì mà Chúa đã làm cho mình qua gì? Qua cái lời công bố của miệng anh chị em. Anh chị em là người đã được giải phóng ở trong Đấng Christ. Hãy nhớ điều đó nha. Hãy nhớ điều đó. Và bây giờ chúng ta bước sang một cái chi tiết nữa cũng cực kỳ là quan trọng. Và tôi muốn nói cho anh chị em biết anh chị em là ai. Tôi, ông bà anh chị em là ai? Là những người đã được tái sinh nghĩa là gì? Những người đã được tái sinh nghĩa là tôi và ông bà anh chị em là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em có tin điều đó không? Tôi và ông bà anh chị em bây giờ là nơi ngự của Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài ngự trong chúng ta. Anh chị em trở thành một người mang Đức Chúa Trời đi khắp mọi nơi và là một ngôi nhà di động của Đấng toàn năng. Anh em thấy nó có kỳ lạ khi tôi nói điều này không? Nhưng mà sự thật là như vậy. Tôi nhắc lại, ông bà anh chị em bây giờ trở thành một người mang Đức Chúa Trời đi khắp mọi nơi. Hay nói một cách dễ hơn, dễ hiểu hơn, ông bà anh chị em là ngôi nhà di động của Đấng toàn năng. Ông bà anh chị em đi đâu? Chúa đến đó. Vì Ngài ngự bên trong ông bà anh chị em. Ngài sống ở trong anh em, ở trong mọi thớ thịt của anh em, trong mọi xương cốt của anh em, trong mọi tế bào máu của ông bà anh chị em. Đó là lý do tại sao mà anh chị em không phải bị bệnh tật. Cho nên nếu khi chúng ta công bố rằng sự sống đời đời của Đức Chúa Trời đang tràn ngập trong con người của ta, con người của chúng ta, và điều đó khiến cho chúng ta có thể tự tin nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và không thể bệnh tật. Đây là một sự mầu nhiệm anh chị em. Một sự mầu nhiệm vì Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời khỏe mạnh, Đức Chúa Trời chữa lành, Đức Chúa Trời tự do, Đức Chúa Trời đầy quyền phép đang ngự trong mọi chúng ta. Chúng ta là ngôi nhà di động của Ngài. Anh chị em đọc Côlôse chương 1 câu 26-27 nha. Tức là sự mầu nhiệm đã kín, giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy vinh hiển. Anh chị em thấy không ạ? Một lần nữa Kinh Thánh khẳng định Chúa sống trong chúng ta. Và bởi vì Ngài sống trong chúng ta, sự sống của Ngài sẽ tiêu diệt mọi bệnh tật. Sự sống của Ngài sẽ đốt cháy mọi vi trùng virus. Anh chị em thực sự là ai? Anh chị em và chúng ta thực sự là ai? Anh chị em chúng ta thực sự là cái trại hòm bản chứng của Đức Chúa Trời hằng sống. Anh em nhớ không? Ngày xưa Môi-se dẫn dân Gia Thái đi, thì họ luôn có cái trại hòm bản chứng. Khi họ ngừng lại, họ căng trại ra, họ đặt cái hòm bản chứng vào đó. Rồi khi họ đi, họ nhỏ trại, họ mang theo. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta là gì ạ? Chúng ta chính là trại hòm bản chứng của Đức Chúa Trời hằng sống. Anh em đi đâu? Đức Chúa Trời ở đó. Cho nên nếu ông bà anh chị em mình đã được sinh lại một lần nữa, thì mọi điều tốt nhất trên đời này là của chúng ta. Côlôse chương 1 câu 15-16 chép như thế này: ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Sự đầy trọn đầy đủ đầy dẫy của Đức Chúa Trời đã được chứa trong Chúa Giêsu. Và khi anh chị em ở trong Chúa Giêsu thì anh chị em mình được đầy đủ, được đầy trọn, được đầy dẫy. Anh chị em được đầy dẫy trong Ngài là đấng đứng đầu tất cả mọi vương quốc và mọi quyền lực. Anh chị em coi Côlôse chương 2 câu 10 chép gì? Anh chị em lại nhờ Ngài mà có được sự đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
Như vậy sao anh chị em? Ở trong Ngài, tôi và bạn chị em đầy dẫy mọi sự, không thiếu thốn gì cả, kể cả sức khỏe của chúng ta. Chị em thử nghĩ đi, không thiếu thốn một thứ gì, kể cả sức khỏe của chúng ta. Đây là một điểm hết sức đặc biệt. Anh chị em là ngôi nhà của Chúa, không ạ? Ngôi nhà di động của Đấng toàn năng. Một điểm tiếp theo tôi muốn chia sẻ trong phạm vi bài học buổi tối hôm nay, tôi và bạn chị em là vinh hiển của Đức Chúa Trời, là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hiện nay tôi và bạn chị em là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có ngạc nhiên hay không? Nhưng mà thật sự đây là sự thật. Dĩ nhiên khi nói đến vinh hiển Đức Chúa Trời là nói đến những ánh sáng vinh quang hào quang, đúng không ạ? Chiếu sáng ra. Đôi khi chúng ta thấy những cái hình ảnh ở trong Cựu Ước, phải không ạ? Chúa đến sáng loà, vân vân và vân vân. Nhưng ngày hôm nay đó, tôi muốn nói với anh chị em trong thời đại Tân Ước này, thì tôi và anh chị em đây, bằng xương bằng thịt đây, chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dù muốn hay không, ông bà anh chị em hãy chấp nhận lẽ thật này. Hãy chấp nhận lẽ thật này. Chúng ta cùng nhau đọc trong Cô-rinh-tô 2 chương 3 câu 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Chị em thấy không ạ? Chúng ta, tôi và bạn chị em để mặt trần nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương. Mình nhìn, mình ngắm một hồi, có một sự tương giao, có một cái sự thông công, có một sự trò chuyện, có một cái sự mật thiết với Chúa ngày qua ngày, thì tôi và bạn chị em hóa lên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển và vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Như vậy có phải tôi và bạn chị em là vinh hiển của Chúa không? Chắc chắn là như vậy rồi. Cho nên lời của Chúa chính là tấm gương của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cứ tập trung vào lời Chúa, khi chúng ta mật thiết với lời Chúa, khi chúng ta cứ nhìn ngắm trong lời Chúa, chúng ta tìm thấy chính mình là tạo vật mới ở trong Chúa, ở trong lời của Ngài. Và bằng cách đó chúng ta sẽ bắt đầu biến hóa. Chúng ta sẽ bắt đầu biến hóa. Anh em ạ, hội thánh cũng được gọi là vinh hiển của Chúa. Hội thánh là dĩ nhiên tập hợp tất cả những người của chúng ta. Và khi mà chúng ta lắng nghe lời của Ngài, tập trung vào lời Ngài, anh chị em biết gì không? Mỗi một ngày bắt đầu có sự biến đổi, biến đổi, biến đổi, biến đổi, và vinh quang thiên đàng sẽ tỏa ra từ con người của chúng ta. Có thể mắt thường chúng ta không thấy điều đó, nhưng trong linh giới nó là sự thật. Càng mật thiết với Chúa, càng mật thiết với lời Ngài, càng mật thiết với Thánh Linh, anh chị em càng tỏa sáng ở trong linh giới. Anh chị em, chúng ta là vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là sự thật. Đây là sự thật. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhìn thấy chắc chắn phải là một sự sống rồi. Chắc chắn phải là sự sống đời đời rồi. Sự vinh quang rồi. Nó không thể là bệnh tật, nó không thể là đói nghèo, nó không thể là yếu đuối, nó không thể là một cái gì đó mà trong nó rất là đầy sự chết được. Anh em thấy không? Cho nên nếu tôi và bạn xem là vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì làm sao mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang phải sống một đời sống tật bệnh? Không thể là không thể. Anh em ạ, cho nên bạn xem hãy cứ ghi nhớ, không ạ? Tôi là nơi ngự của Đức Chúa Trời, cho nên tôi không thể nào mang bệnh được. Tôi là vinh quang của Đức Chúa Trời, là vinh hiển Đức Chúa Trời, tôi không thể nào mang bệnh được. Làm sao có sự chết ở trong đó được? Phải không chị em? Cho nên tôi muốn nói với anh chị em một câu nữa. Roma chương 8 câu 21 chép này: muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải thoát khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Chị em thấy, muôn vật ước ao những điều chúng ta có, hãy để cho nó rạng rỡ trên tâm linh của bạn chị em mọi lúc mọi nơi. Cho nên tôi và bạn chị em được tái tạo dựng không phải cho bệnh tật, mà cho sức khỏe siêu nhiên. Rõ ràng là như thế. Cho nên khoảnh khắc khi tôi và bạn chị em được sinh lại một lần nữa, sự sống mà tôi và bạn nhận từ cha mẹ không còn ngự trị trong cơ thể này. Một sự sống mới từ Chúa, sự sống đời đời, sự sống tốt đẹp từ Chúa, sự sống vĩnh cửu, sự sống tuôn tràn, sự sống sung mãn từ Chúa đã tiếp quản. Đã tiếp quản. Ngày mà một người được sinh lại lần nữa, quy luật của sự chết thể xác đã bị đảo ngược. Chúa Giêsu không chỉ đến để khôi phục chúng ta về những gì Adam đã từng có. Ngài đã làm một điều gì đó nhiều hơn rất là nhiều điều này.
Ngài đã đưa chúng ta đến một cảnh giới cao hơn. Đó là Ngài đưa chúng ta đến loại sự sống của Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh hay gọi đó là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời đó ông bà anh chị. Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô 2 chương 5 câu 17 như thế nào? Nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là người được dựng nên mới. Mọi sự cũ đã qua, nay mọi sự đều dựng nên mới. Cái bản chất cũ đã qua, sự sống cũ đã qua. Hôm nay tôi và bạn chị em đang có sự sống mới. Chúng ta tất cả là một nhân loại mới trong Chúa, và có sự sống mới của Đức Chúa Trời, sự sống vĩnh cửu, sự sống tuôn tràn, sự sống sung mãn đó đang chảy trong con người của mình. Amen không ạ? Đây là sự thật mà chúng ta cần phải nắm. Adam là người đầu tiên được tạo dựng, bạn chị em, không có sự sống mà hiện nay chúng ta có đâu. Adam được tạo dựng nên và được hà sinh khí và trở nên một linh hồn sống. Nhưng Kinh Thánh chép gì? Adam thứ hai là Chúa Giê-xu, là thần ban sự sống. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 45 chép: ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên một linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Adam thứ hai là Chúa Giê-xu. Thần ban sự sống cũng có nghĩa là thần làm cho phục sinh, làm cho sống lại những gì chết chóc. Không ạ? Nên câu 46 chép tiếp: nhưng chẳng phải thể thiên liêng đến trước, ấy là thể khí huyết, rồi thể thiên liêng đến sau. Nói một cách khác, kẻ đến trước là con người tự nhiên, và theo sau đó là đấng thiên liêng, là Adam thứ hai. Adam đầu tiên chịu ảnh hưởng của ma quỷ, tức là chịu ảnh hưởng của bệnh tật, chịu ảnh hưởng của sự sa ngã. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta không được tái tạo dựng theo hình ảnh của Adam thứ nhất, nhưng chúng ta được tái tạo dựng theo hình ảnh của Adam thứ hai, là thần ban sự sống. Chúng ta đã có một bản chất mới hoàn toàn. Cho nên tôi muốn nói với bạn cho em điều gì đây? Sức khỏe siêu nhiên bây giờ là của chúng ta. Sức khỏe siêu nhiên bây giờ là của chúng ta. Khi chúng ta được tái tạo với sự sống của Chúa, thì chúng ta được tái tạo trong sức khỏe siêu nhiên, sức khỏe thiêng liêng. Và anh chị em mình phải hiểu điều này. Bản chất sa ngã của Adam đầu tiên đó đi kèm với bệnh tật và có thể bị ảnh hưởng bởi nó. Nhưng bản chất của Đức Chúa Trời mà chúng ta đang nhận đây thì chính là sự sống, sự sống dư dật, sự sống sung mãn này, và nó luôn đi kèm với sức khỏe. Anh em hiểu không ạ? Luôn đi kèm với sức khỏe. Sức mạnh của bệnh tật đã bị tiêu diệt rồi. Nó không có chỗ nào ở trong cơ thể của chúng ta. Đau ốm, bệnh tật đã trở thành dĩ vãng. Anh em thấy không ạ? Cho nên sức khỏe đã trở thành của chúng ta vào ngày chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời mình và được tái sanh. Và sức khỏe siêu nhiên đó đã trở thành tài sản cho chúng ta hiện nay. Và chúng ta không cần phải nhận nó ở đâu nữa cả, không cần tìm nó ở đâu nữa cả. Rất nhiều lần chúng ta không hiểu điều này, mà chúng ta lại quay lại sống một con người như chưa có Chúa Giê-xu. Chúng ta sống theo cái suy nghĩ cũ, chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải cố gắng để có sức khỏe siêu nhiên. Nhưng tôi nói với bạn chị em không cần phải cố gắng, vì nó là bản chất mới của tôi và bạn chị em. Đã là bản chất thì sao phải cố gắng? Nó trong máu thịt của chúng ta, nó trong con người mới của chúng ta. Chúng ta có sự sống sung mãn của Chúa Giê-xu, và sự sống đó luôn đi kèm với sức khỏe siêu nhiên. Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 27 chép như thế này: vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự màu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển. Đấng Christ sống trong chúng ta, sống trong thân thể của chúng ta, đủ để cho chúng ta biết rằng bệnh tật không nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta cần có sự mặc khải cá nhân của Đức Chúa Trời, để khi mọi người hay bất kỳ ai giáo lý nào cố gắng đẩy bệnh tật vào trong chúng ta, thì chúng ta có thể có đầy đủ đức tin để từ chối nó. Đức Chúa Trời không phải là đấng cho đi rồi lấy lại, như Gióp trước khi chưa có sự hiểu biết ông đã nói. Gióp ở trong chương 1 câu 21, khi ông bị hoạn nạn, ông nói như thế này anh chị em: tôi trần truồng lột khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen dành Đức Giê-hô-va. Đó, lúc mà ông chưa có sự hiểu biết ông nói như vậy. Nhưng mà anh chị em biết điều này không có đúng. Bởi vì khi chúng ta nghiên cứu kỹ càng về cuộc đời của Gióp, chúng ta phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời là đấng chỉ có ban cho, nhưng ai đã cướp đi? Satan ma quỷ cướp đi của ông Gióp, chứ không phải Đức Chúa Trời cướp đi. Không phải Chúa ban cho rồi Chúa lấy lại. Không phải Chúa ban sức khỏe
rồi Chúa lấy lại để khiến cho ông Job bị bệnh tật. Không phải. Cho nên cuối cùng, khi mà Job ăn năn và nói như thế này, ở trong chương 42 câu 5 câu 6, ông ăn năn xong ông nói này: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy tôi lấy làm ghê gớm tội và ăn năn trong trò bụi. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên ba người bạn của ông Job thì cũng đến khuyên nhủ, rồi đến rồi lý luận bình luận một hồi. Và họ nói gì? Họ nói rằng Đức Chúa Trời gieo bệnh cho ông Job để dạy cho ông những bài học cần thiết. Nhưng cuối cùng khi ông biết rõ về Chúa thì họ đã ăn năn điều này. Không ạ? Khi họ biết rõ thì họ ăn năn điều này. Không có chuyện đó anh chị em ha. Cho nên anh chị em mình có thể sống trong sức khỏe siêu nhiên cho đến khi được sự mặc khải về sự sống đời đời đã ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta như thế nào. Kinh Thánh nói rằng trong giây phút nháy mắt, trong tiếng kèn chót thổi lên, mọi kẻ chết đều sống lại, không hay hư nát, và chúng ta đều được biến hóa. Côrintô nhất chương 15 câu 52 chép như vậy anh chị em. Và trong Dân nhất chương 3 câu 2, một lần nữa tôi đọc lại câu Kinh Thánh này: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Dân nhất chương 3 câu 2. Cho nên qua bài học hôm nay, nếu có một lẽ thật nào đó mà ông bà anh chị em học được, hay nếu có một quyết định nào đó mà ông bà anh chị em cần thực hiện, thì tôi khuyên bà anh chị em hãy tuyên bố lời này qua môi miệng của mình. Hãy tuyên bố thôi. Khi bà anh chị em có sự hiểu biết thì hãy tuyên bố. Tuyên bố như thế này: tôi là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi dự phần vào bổn tánh thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Tôi là sự công bình của Đức Chúa Trời. Tôi là nơi ở của Đức Chúa Trời. Tôi đã được tạo ra cho sự sống của Đức Chúa Trời. Hãy cứ công bố điều này mỗi ngày bạn trẻ. Tôi nhắc lại nha. Bạn trẻ sau khi học bài học này có thể công bố mỗi ngày. Và mình cảm thấy khi mình công bố sự thật này thì Satan rất là sợ. Những quyền lực tối tăm rất là sợ, vì nó biết rằng nó không thể đụng đến đời sống bạn trẻ. Bạn trẻ có thể công bố: tôi là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi là người đã giữ phần bổn tính của Đức Chúa Trời. Tôi là sự công bình của Đức Chúa Trời. Tôi là nơi Ngài ngự vào. Và tôi đã được tái tạo dựng cho sự sống của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cứ công bố điều này thì làm sao đời sống chúng ta có thể có bệnh tật anh chị? Làm sao mà chúng ta lại chấp nhận bệnh tật ở trên đời sống mình và anh chị? Và tôi tin rằng khi chúng ta có những sự hiểu biết này, chúng ta đầy đức tính để tống khứ bệnh tật ra khỏi cơ thể của mình, và nó sẽ không được phép ở lâu ở trong cơ thể này, là đền thờ của Chúa, không ạ? Là nơi Chúa ngự, là vinh quang của Chúa, là sự sống tôn tràn của Chúa. Tất cả đều thuộc về Chúa. Chúng ta được tái tạo dựng cho sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Nào, cảm ơn tất cả các bạn chị em đã lắng nghe bài học buổi tối hôm nay. Và tôi hy vọng rằng những sự hiểu biết buổi tối hôm nay sẽ giúp cho bạn chị em có thể có được một cái nền tảng để sống một đời sống khỏe mạnh siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đã định cho ông bà anh chị em sau khi đã tái sanh ông bà anh chị em. Chúng ta hãy có sự hiểu biết này để không ai có thể lừa dối chúng ta, không một con quỷ nào có thể lừa dối chúng ta, và chúng ta hoàn toàn nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời và bước đi một cách khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em trong buổi tối và trong thời gian này. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Tôi tin rằng những lời vừa rồi đem lại sự khích lệ cho bạn cho em, phải không ạ? Chúng ta hãy đến với thời giờ cầu nguyện giờ này. Bạn em hãy sẵn sàng cho sự cầu nguyện. Và căn cứ theo bài học mà chúng ta đã học buổi tối hôm nay, anh chị em mình thấy ha, chúng ta hoàn toàn được tái tạo dựng để sống khỏe mạnh. Và tất cả những ai đang theo dõi trên live stream giờ này, nếu bạn em chưa phải là người tin Chúa, thì trước khi cầu nguyện, tôi xin ông bà anh chị em hãy bằng lòng mời Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình để tái tạo dựng mình, để ban cho mình sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Như trong phạm vi bài giảng tôi đã nói, bà anh chị em có thể lặp lại lời cầu nguyện của tôi như sau. Tôi đang nói cho những ai lần đầu tiên nghe về Chúa Giêsu, hay là những ai đã nghe nhưng chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, chưa được tái sanh và hôm nay có cái quyết định muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, bạn chị em có thể cầu nguyện đơn giản như thế này: kính lạy Đức Chúa Trời, con đến bên Ngài và con tin rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của con. Ngài đã chết để tội con được tha.
và con tin rằng Đức Chúa Trời đã làm Ngài sống lại để ban sự sống vĩnh cửu, sự sống khỏe mạnh, sự sống siêu nhiên, sự sống dư dật cho con. Hôm nay con bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của con. Xin hãy tái sanh con, xin hãy ban Thánh Linh Ngài cho con và giúp con bước đi với Ngài trong những ngày tiếp theo. Con tạ ơn Đức Chúa Trời thật nhiều và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Chào mừng ông bà anh chị em đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Và ông bà anh chị em có đặc quyền để hưởng mọi thứ ở trong Chúa Giêsu. Bà anh chị em được đầy dẫy mọi thứ ở trong Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa ha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Tôi muốn nói với ông bà anh chị em rằng, dù ông bà anh chị em ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì hãy tin rằng, hãy tin đi, Đức Chúa Trời không phải là nguyên nhân của hoàn cảnh đó. Nhưng sự chết ma quỷ vương quốc của sự tối tăm đã tạo nên những hoàn cảnh đó, và chúng ta hôm nay phải thoát ra trong danh của Chúa Giêsu. Bất kể ông bà anh chị em đang ở trong hoàn cảnh nào, dù đó là bệnh tật đau yếu, dù đó là đói nghèo thiếu thốn nợ nần, dù đó là sự đổ vỡ sa ngã tổn thương cay đắng, trong danh Chúa Giêsu tôi giải phóng bà anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu tôi giải phóng bà anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu tôi công bố bà anh chị em được tự do giờ này. Trong danh Chúa Giêsu mọi người phải được tự do giờ này. Tất cả những ai lắng nghe lời này, chịu ảnh hưởng với lời này, hãy được tự do. Tôi giải phóng bạn trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Những ai đang ở trong bệnh tật, hãy lành đi. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi bệnh tật phải được lành căn cứ theo lời của Đức Chúa Trời. Mọi bệnh tật không còn có quyền trên thân thể của con cái Đức Chúa Trời nữa. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, tôi nói tất cả các bạn em hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Hãy đặt tay vào chỗ đau của mình, hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Và tôi công bố trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi tật bệnh đó phải được rời đi. Phải rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Dù bất kể tên gọi nó là gì, tiểu đường, ung thư, hay là viêm nhiễm, hay là bệnh suy thận, hay là bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiền đình, hay là bệnh về đường hô hấp, hay là bất kể loại bệnh gì trong máu, trong xương, trong các cơ quan nội tạng, dù tên gọi nó là gì thì nó vẫn ở dưới danh của Chúa Giêsu. Dù tên gọi nó là gì, nó vẫn ở dưới danh của Chúa Giêsu. Và tôi nói rằng mọi loại bệnh này hãy ra khỏi thân thể của bạn trẻ em, hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Hãy được lành đi trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi nói đặt một thần chữa lành trên cơ thể của bạn trẻ em giờ này. Tôi đặt một thần chữa lành trên cơ thể của bạn trẻ em giờ này. Đức Thánh Linh ơi, hãy làm phép lạ trên những cơ thể này. Thần của sự chữa lành làm phép lạ trên cơ thể này. Những cơ thể bệnh tật đang ở trước màn hình này, trong danh của Chúa Giêsu, tao hủy bỏ mọi quyền lực của bệnh tật trên họ. Tao hủy bỏ mọi quyền lực của bệnh tật trên họ giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, mọi tà linh bệnh tật, mọi tà linh tật nguyền, mọi tà linh ung thư, mọi tà linh gây lên những căn bệnh mà không thể chữa được, trong danh Chúa Giêsu hãy rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, bệnh vô sinh hãy rời đi, căn bệnh vô sinh hãy rời đi, bệnh viêm nhiễm hãy rời đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài. Tôi nói rằng bạn em hãy đón nhận sự chữa lành ngay thời giờ này, hãy đón nhận sự chữa lành ngay thời giờ này, hãy đón nhận sự chữa lành ngay thời giờ này. Đón nhận, đón nhận, đón nhận. Anh em hãy nghe tôi nói lại một lần nữa đây. Tôi đặt một thần chữa lành trên cơ thể của bạn em, ngay chỗ bạn em đang đặt tay, và tôi nói rằng cơn đau phải biến đi. Tôi nói rằng bệnh ung thư phải tan đi. Tôi nói rằng cơn đau phải biến đi. Huyết áp phải được ổn định nào. Tiểu đường phải được chữa lành nào. Bệnh về máu, về xương khớp phải được chữa lành nào. Bệnh về tim mạch, về đường hô hấp phải được chữa lành nào. Bệnh về tiền đình phải được chữa lành nào. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy lành đi, lành đi, lành đi, lành đi, lành đi, lành đi, lành đi. Cảm ơn Ngài Chúa. Bạn trẻ hãy cảm nhận trên cơ thể của mình, cảm nhận trên cơ thể của mình sự chữa lành, phép lạ siêu nhiên. Một phép lạ siêu nhiên. Bệnh về xương khớp phải được chữa lành. Ồ, đau chân, đau đầu gối phải được chữa lành. Tràn dịch khớp gối phải được chữa lành. Tràn dịch khớp gối phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Đau vai gáy phải được chữa lành. Đau thần kinh tọa phải được chữa lành. Bệnh về thận phải được chữa lành. Bệnh về thận phải được phục hồi. Bệnh về thận phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Tôi căn cứ vào Roma chương 8 câu 11. Tôi đọc cho anh chị em nghe câu kinh thánh này. Roma chương 8 câu 11.
và anh chị em có kinh thánh hãy dở ra, tôi cũng hay rất là thường cầu nguyện theo câu kinh thánh này. Và tôi muốn đọc câu kinh thánh này lên cho ông bà anh chị em biết và có thể cầu nguyện cho chính cơ thể của mình. À, cơ thể của mình như tôi đã nói nãy trong lời Chúa đó, được sống dưới sự sống tuôn tràn của Đức Chúa Trời. Sự sống sung mãn, sự sống dư dật là một tạo vật mới của Chúa. Và chúng ta không chấp nhận bệnh tật đó. Đây, tôi đọc anh chị em nghe. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Anh em có tin rằng Đức Thánh Linh đang ngự bên trong mình không? Anh em có tin xác quyết điều đó không? Thì làm sao mình lại không tin vế sau là chính Ngài khiến cho những thân thể hay chết của anh em, những cơ quan hay chết của anh em lại phục hồi, lại được sống lại, giống như cái cây héo rồi bây giờ lại được tươi trở lại. Trong danh Chúa Giêsu tôi nói rằng mọi cơ quan nội tạng bị hư tổn của bạn chị em hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Tim được phục hồi, thận được phục hồi, gan được phục hồi, dạ dày được phục hồi, đường ruột được phục hồi, ruột non, ruột già được phục hồi, máu huyết được phục hồi, xương khớp được phục hồi, thần kinh được phục hồi. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, hãy được phục hồi giờ này. Đặt tay vào chỗ đầu của mình, đặt tay vào chỗ đầu, đặt tay vào và công bố ta được phục hồi, thận ta được phục hồi. Công bố đi anh chị em, hãy công bố thận ta được phục hồi, phổi ta được phục hồi, tim mạch ta được phục hồi, máu huyết ta được phục hồi, thần kinh ta được phục hồi, tai mũi họng ta được phục hồi, ruột non, ruột già, bao tử ta được phục hồi. Công bố, công bố, công bố, công bố. Và đọc lại Roma chương 8 câu 11. Tôi tin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong tôi và Ngài phục hồi những cơ quan hay chết, cơ quan bị hư tổn này trở thành hoàn thiện, trở thành hoàn hảo, trở thành lành mạnh, trở thành khỏe mạnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Phép lạ đang xảy ra trên cơ thể của ông bà anh chị em. Phép lạ đang xảy ra trên cơ thể của ông bà anh chị em. Quyết không có bệnh tật nào trên cơ thể của ông bà anh chị em giờ này. Quyết không có bệnh tật nào trên cơ thể của ông bà anh chị em giờ này. Quyết ông bà anh chị em phải được khỏe mạnh ngay lập tức giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi tuyên bố rằng quyền lực của sự tối tăm phải rời khỏi anh chị em giờ này. Quyền lực của bệnh tật phải rời khỏi ông bà anh chị em giờ này. Quyền lực của Satan phải bị bẻ gãy giờ này. Mọi xiềng xích của Satan phải rớt xuống giờ này. Mọi xiềng xích của Satan phải rớt xuống giờ này. Mọi quyền lực bất hợp pháp của Satan phải rớt xuống giờ này. Ta ra lệnh nó phải rơi khỏi cơ thể anh bạn trên giờ này. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu. Rơi trong danh Chúa Giêsu. Rơi trong danh Chúa Giêsu. Rơi trong danh Chúa Giêsu. Bất kể ai đang nghe giọng nói này đang có bị ảnh hưởng của Satan phải biểu lộ giờ này. Biểu lộ giờ này. Ta bảo mày Satan rơi khỏi họ giờ này. Satan biểu lộ và ra khỏi họ giờ này. Holy God fire, lửa trong danh Chúa Giêsu quyền năng, lửa thiêu đốt mày Satan, rơi khỏi họ giờ này. Những nguyên nhân gieo bệnh tật làm mây Satan ra khỏi họ giờ này. Căn cứ theo lời của Đức Chúa Trời trong danh Giêsu ta trục xuất mày ra khỏi giờ này, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi. Ta bảo mày Satan ra đằng miệng, ra đằng mồm, ra bằng mồ hôi, ra bằng da, ra bằng chân lông, ra bằng nước mắt, ra bằng tất cả mọi phương tiện, hãy rời khỏi cơ thể của họ giờ này. Rời, 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 rời. Oh, in the name of Jesus Christ, hallelujah. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bạn em hãy cộng tác với tôi, chống trả lại và trục xuất Satan là nguyên nhân của bệnh tật ra khỏi thân thể anh chị em giờ này. Hãy trục xuất Satan ra khỏi hoàn cảnh của anh chị em giờ này. Trục xuất Satan ra khỏi tất cả những đau đớn, khốn khổ, áp bức mà anh chị em phải chịu giờ này. Nguyên nhân là từ nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bạn em hãy nói đi, trong danh Chúa Giêsu ta trục xuất mày Satan. Hỡi những con quỷ ô uế kia phải rời khỏi ta. Rời khỏi ta, rời khỏi ta, rời khỏi ta. Những con quỷ thần kinh kia phải rời khỏi ta. Những con quỷ bại sụi kia phải rời khỏi ta. Những con quỷ về trầm cảm phải rời khỏi ta. Những con quỷ về lo lắng bất an phải rời khỏi ta. Những con quỷ giới hạn nghèo đói phải rời khỏi ta. Bạn chị em hãy chiến đấu nào, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, tiếp tục ra, đừng dừng lại, đừng dừng lại cho đến khi bạn chị em thấy hoàn toàn mình được giải phóng trong danh Chúa Giêsu. Tiếp tục lên bạn chị em, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tôi nói với ông bạn chị em rằng ông bạn chị em đừng chấp nhận một chút bệnh tật nào, đừng chấp nhận bất kỳ một hoàn cảnh nào tồi tệ nào trên đời sống của mình. Tôi nói buổi tối hôm nay trong danh Giêsu, hãy tẩy sạch giờ này, tẩy sạch giờ này, tẩy sạch giờ này, tẩy sạch giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Mọi con quỷ của sự nổi loạn,
mọi con quỷ của sự bạo hành, mọi con quỷ của sự áp bức, mọi con quỷ của sự lao, mọi con quỷ của thần kinh, mọi con quỷ của tâm thần phân liệt, mọi con quỷ của trầm cảm ruồng bỏ, mọi con quỷ của cô đơn đổ vỡ, mọi con quỷ của sự dâm dục ô uế, ta bảo mày rơi khỏi những người ở trước màn hình này, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta bảo mày ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi khỏi họ Holy Ghost Fire, rơi khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên trên, tiếp tục trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tao nói bạn cho em phải được tự do, tự do hoàn toàn. Cảm ơn Ngài, tôi công bố sự tự do trên toàn thể hội chúng buổi tối hôm nay. Tôi công bố ông bạn cho em được chữa lành khỏi mọi bệnh tật buổi tối ngày hôm nay. Tôi công bố ông bạn cho em được tự do khỏi mọi loại tà linh trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi loại tà linh phải rời khỏi anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Tôi công bố sự tự do hoàn toàn trên linh hồn và thể xác của anh chị em buổi tối ngày hôm nay trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi khích lệ ông bạn cho em hãy tuyên bố đi, mình được chữa lành. Tuyên bố đi, mình được tự do. Tuyên bố đi, mình đã được giải phóng. Tuyên bố đi, mình đã được phước. Mình đã được sức dầu buổi tối ngày hôm nay. Mình được tái tạo dựng cho sống trong sự khỏe mạnh, sống trong sự thịnh vượng, sống trong sự sung mãn, sống trong những điều siêu nhiên, sống trong bổn tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Tôi là sự vinh hiển của Chúa, tôi là sự công bình của Chúa, tôi là nơi mà Chúa ngự. Tôi được tái tạo dựng cho sự sống của Đức Chúa Trời. Hãy tuyên bố một cách lớn tiếng Hallelujah. Tôi không chấp nhận bệnh tật, tôi không chấp nhận thất bại, tôi không chấp nhận đói nghèo, tôi không chấp nhận xung đột, tôi không chấp nhận bất kỳ một sự thối lui lo âu phiền tối nào. Tôi không chấp nhận, tôi từ chối nó vì nó không thuộc về tôi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nói điều bạn cho em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ông bạn cho em ơi, tôi khích lệ ông bạn cho em hãy làm chứng xuống bên dưới bằng cách comment những gì Chúa làm cho mình. Hãy viết xuống bên dưới: ôi Chúa chữa cho tôi khỏi đau tay đau chân, Chúa chữa cho tôi khỏi đau tim, Chúa chữa cho tôi khỏi đau đầu, Chúa chữa cho tôi khỏi tiểu đường, Chúa chữa cho tôi khỏi ung thư, Chúa chữa cho tôi khỏi bao tử, Chúa chữa cho tôi đủ thứ loại bệnh. Hãy comment xuống bên dưới giờ này: ôi tôi đã được Đức Chúa Trời giải phóng tôi khỏi ma quỷ, ôi giải phóng tôi khỏi những ác mộng, giải phóng tôi khỏi những cái sự buồn ngủ khi đọc kinh thánh, giải phóng tôi khỏi những cái sự mất tập trung, giải phóng tôi khỏi sự giới hạn rủa xả nào đó. Ôi hãy comment xuống bên dưới trong danh Chúa Giêsu, làm cho Chúa được vinh hiển anh chị em. Chúa được vinh hiển, Chúa được vinh hiển. Còn cảm ơn Ngài. Tôi chờ đợi anh chị em hãy comment xuống bên dưới nào. Tôi đang rất được khích lệ khi đọc những lời chứng của bạn chị em. Xin Chúa ban phước ạ. Cảm ơn Ngài. Hãy viết xuống anh chị em, hãy viết xuống, hãy viết xuống, hãy viết xuống. Xin Chúa ban phước cho bạn chị em. Còn cảm ơn Chúa. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Wow, xin Chúa thăm viếng, cảm ơn Chúa. Wow, xin Thánh Linh thăm viếng động chạm hết thảy ông bạn cho em trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Wow, hallelujah. Wow, Chúa đã chữa hết cơn đau đầu. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy có một bạn đang comment rằng Chúa đã chữa lành hết cơn đau đầu. Tạ ơn Ngài, Chúa sức dầu nữa chứ. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúng ta hãy viết xuống những gì Chúa làm. Tôi tin rằng những điều đó khích lệ không những tôi mà khích lệ rất là nhiều người khi họ vào trong cái live stream này. Và tôi tin rằng họ sẽ cầu nguyện theo và họ cũng được chữa lành, được giải phóng một cách siêu nhiên. Vì Chúa chúng ta không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngài ở khắp mọi nơi. Khi chúng ta công bố lời của Ngài bởi đức tin, phải không ạ? Chúa sẽ làm những điều lạ lùng trên đời sống của bạn chị. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Amen. Tuyệt vời. Tiếp tục viết xuống anh chị em. Tiếp tục viết xuống những gì Chúa vừa làm cho mình. Tôi thấy trong tâm linh rằng Chúa động chạm anh chị em rất là nhiều. Wow, Chúa động chạm anh chị em qua lời Ngài. Chúa động chạm anh chị em qua sự thăm viếng một cách siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Và Chúa đã chữa lành cho anh chị em nhiều căn bệnh. Trong danh Chúa Giêsu, tôi nhìn thấy trong tâm linh những phép lạ đang xảy ra sờ sờ đấy. Mà anh chị em hãy viết xuống rằng Chúa đã làm gì cho mình. Còn cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều. Amen. Một lần nữa, tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em và lời cảm ơn chân thành. Nguyện bà anh chị em đã yêu mến lời của Đức Chúa Trời và đã kết nối với Hội Thánh để nghe cái sứ điệp này buổi tối ngày hôm nay. Tôi cho rằng những lời của Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho ông bà anh chị em sự hiểu biết và đời sống của anh em sẽ được nâng cấp về chất lượng. Tôi tin rằng Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta buổi tối hôm nay, người nói cũng như người nghe, tràn đầy sức khỏe và một đời sống tâm linh chiếu ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, khiến cho mọi người nhìn thấy và họ sẽ hỏi Đức Chúa Trời của anh là ai. Còn cảm ơn Ngài vì điều đó. Amen bạn chị em ha. Và bây giờ tôi xin chào tạm biệt bạn chị em và hẹn gặp lại. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta.
Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.